Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của đài chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thưa quý khán giả, sáng nay bà Cao Xuân Thu Dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chúc mừng bà Cao Xuân Thu Vân vừa đảm nhiệm chức vụ mới, đồng thời bày tỏ Thành ủy Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện để phong trào nông dân của thành phố ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân mong muốn Thành ủy Cần Thơ có những chương trình đặt hàng nông dân làm chủ công, cho nông dân nắm bắt các quy trình thủ tục, đồng thời trao đổi thêm về các chính sách giúp nông dân phát triển kinh tế, cách thực hiện mô hình nông nghiệp tương ứng với quá trình đô thị hóa, tuyên truyền để bà con chuyển đổi tư duy làm nông nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế cao cho nông dân thông qua các hợp tác xã, các sản phẩm OCOP, thủ tục đăng ký, mã vạch sản phẩm, vân vân. Sau buổi đến thăm và làm việc với Thành ủy Cần Thơ, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đến thăm và làm việc với cán bộ công chức Hội Nông dân thành phố Cần Thơ về kết quả công tác hội và phong trào nông dân 8 tháng năm 2022. Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn là đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Dự án này cũng góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn, góp phần giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho bệnh viện tuyến huyện thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vừa diễn ra sáng nay tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây là lớp đào tạo bác sĩ trẻ chuyên khoa cấp 1 đầu tiên cho các huyện khó khăn biên giới hải đảo các tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo. Tại miền Tây Nam Bộ có 30 bác sĩ tham gia dự án này sẽ được đào tạo 8 chuyên ngành. Đặc biệt dự án đang cập nhật và ban hành mới 11 chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 sát thực tiễn trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng chuyên môn về hồi sức cấp cứu sau đại dịch COVID-19. Trước khi trúng tuyển chuyên khoa cấp 1, các bác sĩ đã được tuyển dụng là viên chức các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện khó khăn, hải đảo ở 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt nên mỗi bác sĩ trẻ sẽ được một giảng viên cầm tay chỉ việc trong suốt khóa học 24 tháng. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ phải công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo. Cũng trong sáng nay 19 tháng 8, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 9 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Hồ Giang Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, cùng 237 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 18.000 đoàn viên thanh niên toàn lực lượng. Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân khu 9 đã có chuyển biến tiến bộ và hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu chương trình hành động giai đoạn 2017-2022, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu. Trong nhiệm kỳ mới, đại hội xác định 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ giải pháp, trong đó có nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương đơn vị kết nghĩa, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vào sáng nay có buổi làm việc với ban quản lý dự án ODA thành phố về tình hình thực hiện các gói thầu xây lắp và công tác điều chỉnh gia hạn dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Theo ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị là dự án quan trọng, không những phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn lũ, chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm của thành phố, mà còn tăng cường sự kết nối giữa quận trung tâm và các địa phương khác trong phòng chống hạn chế rủi ro thiên tai. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân tác động đến tiến độ thực hiện mà mới đây, chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư và cho phép gia hạn dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tiến độ giải ngân đến nay đạt 53% vốn đối ứng và 38% đối với vốn ODA. Dự kiến giải ngân trong 6 tháng cuối năm trên 1.253 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 470 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ODA. Các gói thầu trong dự án có trên 3.750 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 97% trong tổng số hộ đã được đo đạc kiểm kê và bồi hoàn,
đã có trên 2.900 hộ giao đất cho đơn vị thi công. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, tối qua 18 tháng 8, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố dự buổi sơ duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022. Buổi tổng duyệt lễ khai mạc diễn ra theo đúng kịch bản đã phê duyệt, gồm các phần diễu hành, rước đuốc, nghi thức khai mạc, đồng diễn thể thao và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Cần Thơ tỏa sáng niềm tin. Dự kiến chương trình lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của gần 4.300 vận động viên, diễn viên đến từ các quận huyện và các đơn vị trong thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu các bộ phận điều chỉnh hợp lý theo ý kiến của các đại biểu. Lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo tốt các khâu lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự để lễ khai mạc diễn ra thành công tốt đẹp. Và lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay, 19 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn, ứng dụng Cần Thơ Plus, livestream trên fanpage truyền hình Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón theo dõi. Thưa quý khán giả, sáng nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai các văn bản quy phạm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với 16 chương, 171 điều quy định chi tiết về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất, bảo vệ di sản thiên nhiên. Để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của luật cùng nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành thông tư số 02 quy định chi tiết một số điều của luật. Đây là các văn bản pháp lý rất quan trọng để đưa luật vào cuộc sống. Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Môi trường đã giới thiệu tổng quan cũng như phổ biến những nội dung trên để các đại biểu nắm và thực hiện. Làm việc với Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết hiện còn 8 chợ cần di dời. Các chợ Tân An, chợ An Lạc, chợ Sắc An Lạc, chợ Tầm Du, chợ Gia Liễu, chợ An Nghiệp chưa có vị trí đất để di dời. Riêng đối với chợ Hưng Lợi ở đường Nguyễn Văn Linh, theo quy hoạch di dời và một phần đất bên trong bến xe hiện hữu, chợ Gia Liễu đề xuất kêu gọi đầu tư kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực 6. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn số 1931 thống nhất mời gọi đầu tư khai thác quản lý chợ An Khánh, nhà lồng 1 và 3 trung tâm thương mại Cái Khế với hình thức đấu giá, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phê duyệt đề án đầu tư khai thác quản lý chợ An Khánh và nhà lồng 1, 3 trung tâm thương mại Cái Khế. Quận Ninh Kiều đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ kêu gọi đầu tư, cải tạo và xây dựng mới các chợ trên địa bàn, làm việc với các chủ đầu tư để khai thác quỹ đất thương mại của các dự án để phục vụ phát triển chợ. Còn trong sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã đến làm việc với một số địa điểm mua bán thực phẩm tại quận Ninh Kiều. Giám sát kiểm tra có đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Quỳnh Thanh Phương. Đoàn đã kiểm tra các mặt hàng rượu bia nhập khẩu, thực phẩm chức năng, qua đó xem xét các tờ khai nhập khẩu, hóa đơn xuất hàng, xuất xứ hàng hóa, hàng sử dụng vân vân. Đây là những mặt hàng biếu tặng, do vậy ngành chức năng cẩn trọng kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng giả mạo, nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ kiên quyết xử lý. Qua làm việc với các cơ sở kinh doanh, đoàn cũng nhắc nhở việc nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của nhà nước là không buôn bán hàng lậu, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng của các mặt hàng trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, theo Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cử tri địa phương cho biết hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng sản xuất mua bán hàng giả, hàng gian ngày càng tinh vi, trong đó có các mặt hàng phân bón, hàng hóa thiết yếu. Do đó, quận đang tích cực kiểm tra xử lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cửa hàng vật tư nông nghiệp này hoạt động hơn 30 năm qua. Doanh thu từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bán ra mỗi ngày từ 15 đến 20 triệu đồng. Chủ cửa hàng nêu quan điểm, nếu những nơi mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thì sớm muộn gì người tiêu dùng cũng tẩy chay. Mua ngay công ty với mấy cái công ty lớn rồi là đưa như là phân 20-15 của Đồ Châu, phân của ADC, rồi với thuốc thì mua cũng thuốc của ADC với mấy công ty không à, không có mua ở ngoài, mình không biết. Còn cái đó mấy cái dạng là mua mà cho nổi đó, là cái đó là thôi ghê lắm, đủ thứ thuốc cũng giả mà phân cũng giả. 6 tháng đầu năm nay, đoàn kiểm tra liên ngành quận Thốt Nốt đã kiểm tra 69 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 24 triệu đồng. Về hoạt động,
không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, mỹ phẩm nhập lậu. Hiện tình trạng hàng hóa hết hạn sử dụng vẫn còn tồn tại và xuất hiện sản xuất mua bán hàng giả, hàng gian ngày càng tinh vi. Có xuất hiện cái hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên cái thị trường, thì qua đó được sự chỉ đạo của thường trực ủy ban nhân quận hay là chỗ đoàn kiểm tra phối hợp với phường là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhắc nhở những cái hộ tiểu thương trên địa bàn là trong vấn đề mà mua bán. Thì qua kiểm tra cũng đã nhắc nhở, một số cái hộ tiểu thương là bán, thứ nhất là những cái hàng mà không có cái vấn đề mà nhãn mát rõ ràng. Sở Công Thương cũng đã có cái văn bản chiêu sinh là cái lớp tập huấn để cho các cái cán bộ mà nằm trong đoàn kiểm tra là sẽ nắm được cái tình hình là về cái kiểm tra hàng gian hàng giả, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là coi như là tăng cường công tác kiểm tra để là coi như xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm. Ngoài nỗ lực chấn chỉnh sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt cũng kiến nghị ban chỉ đạo 389 thành phố tập huấn đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, các phương pháp phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng cho lực lượng kiểm tra cơ sở. Qua đó, tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong kiểm soát thị trường hàng hóa. Mới đây, ông Bùi Giang Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan tiếp và làm việc với Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ và xây dựng nhà máy phát điện từ trấu tại địa bàn. Trao đổi với đoàn, ông Bùi Giang Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết, huyện có tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp với diện tích hàng năm trên 128.000 ha, có nhiều công ty cơ sở xây sát kinh doanh lúa gạo nên nguồn nguyên liệu trấu rất dồi dào. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện mong muốn hợp tác để phát triển dự án nhưng phải đảm bảo hài hòa lợi ích của dự án với nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời phải đảm bảo vấn đề môi trường. Đoàn công tác của Viện Khoa học Vật liệu và lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đã đến khảo sát tại một số công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Thạnh Phú và Trung Hưng, tìm hiểu thêm thông tin và nguồn nguyên liệu trấu sau khi xây sát. Nếu khả thi, dự án có thể sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022, hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27 tháng 9. Đây là năm thứ 9 huyện Phong Điền tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ để hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27 tháng 9. Thời gian tổ chức từ ngày 23 tháng 9 đến 26 tháng 9 năm 2022, địa điểm tại quảng trường huyện Phong Điền. Trong những ngày hội dự kiến diễn ra khoảng 20 hoạt động như diễu hành trưng bày xe cổ, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch thành phố và các quận huyện, không gian thư pháp, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh, thành bạn và doanh nghiệp du lịch, hội chợ thương mại, mô hình trái cây và tiểu cảnh chợ nổi Phong Điền, hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật và trưng bày trái cây ngon Phong Điền, hội thi bánh dân gian và trưng bày món ăn ngon Phong Điền, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, tổ chức giải Việt giả thành phố Cần Thơ năm 2022 và giải Việt giả lộ vòng cung huyện Phong Điền lần thứ 7 năm 2022, biểu diễn võ lãi đua xuồng, hoạt động trò chơi dân gian. Sáng hôm qua 18 tháng 8, Ban chỉ đạo 138 phường Thuận An, quận Thốt Nốt tổ chức họp mặt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được chọn tổ chức ngày hội điểm của quận. Tại buổi họp mặt, đại diện công an phường Thuận An đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó có nhiều kết quả thiết thực trong phong trào phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 138 phường Thuận An đã ra mắt mô hình đội tuần tra nhân dân, đồng thời biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân vì đã có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Chương trình 12 giờ của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.